Xin chào các chị em, mình là Nguyễn Loan, số điện thoại của mình là 0985 328 298. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp là inbox Zalo Facebook cho mình nhé. Và nhiều bạn thì đã sử dụng cái dòng chống nắng Vichy rồi, rất là quen thuộc rồi. Và đây là cái dòng kem chống nắng của Pháp, đến từ Pháp và nó có thương hiệu từ rất là lâu rồi. Đó, và cái thương hiệu của Pháp Vichy này thì nó có từ thành lập từ công ty này, công ty mỹ phẩm này nó thành lập từ năm 1931. Nên là các bạn thấy là cái thương hiệu của nó gọi là quá là lâu rồi, nên là đây nói lên Vichy là bạn nào, chắc hẳn bạn nào sử dụng kem chống nắng thì mọi người cũng biết. Và nếu mà bạn nào mà chưa sử dụng kem chống nắng thì mình khuyên các bạn là nên thay đổi cái thói quen đi. Bởi vì sao? Kem chống nắng là nó là quan trọng nhất. Bởi vì mọi người biết là khi mà chúng ta đi ra nắng ấy, thì nó sẽ có tia UVA, UVB. Và nhiều bạn cứ bảo là mình không đi ra ngoài nắng này, rồi là mình ngồi trong nhà này, thì mọi người biết là có những tia mà nó xuyên qua tường luôn, nó vẫn vào được da của da, đúng không ạ? Nên là mọi người thấy là dù trời nắng hay trời mưa, mùa đông hay mùa hè thì mình cũng khuyên các bạn nên sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng nó là một lớp, nó sẽ bảo vệ da của da, nó sẽ bớt được phần nào đi. Đấy, miễn sao là chúng ta sử dụng kem chống nắng đấy, kể cả những tia ánh đèn các thứ là nó cũng đều chiếu vào ảnh hưởng hại đến da. Và các bạn biết là bình thường ở phụ nữ mình thì chủ yếu là nguyên nhân gây ra nám đó là do hai nguyên nhân thôi, bên trong thì mình chưa nói, nhưng mà bên ngoài thì do ánh nắng mặt trời. Thì cái ánh nắng mặt trời này nó sẽ chiếm tầm 20-30%, đấy, nó ảnh hưởng đến cái da của da, nó đẩy làm, nó làm cho chúng ta bị xáo trộn cái hắc tố melanin. Đấy, hắc tố melanin nó phải đẩy lên trên bề mặt da để nó bảo vệ da ra khỏi cái tia ánh nắng mặt trời. Do vậy các bạn phải dùng cho mình bảo vệ da bằng kem chống nắng, để làm sao để cho da chúng ta biết được là có một cái là nó bảo vệ ở trên đây rồi. Đấy, hắc tố melanin ở dưới da nó không cần phải hoạt động lên nữa, mà bây giờ là nó có một cái sản phẩm để che rồi, là để bảo vệ rồi, đúng không ạ? Nó sẽ đỡ được, đúng không ạ? Đó, nên là kem chống nắng là quan trọng nhất, đặc biệt là những bạn đang bị nám, bị tàn nhang. Và đối với những bạn mà đang bị da dầu, da nhờn thì các bạn sử dụng cho mình sử dụng sang cái tip Vichy đi mọi người. Đó, Vichy thì bình thường công ty Vichy này thì nó thay mẫu liên tục mọi người ạ. Đây sẽ là mẫu mới nhất, mình cập nhật mới nhất cho bạn năm 2021 này mọi người nhá. Bởi vì sao mà người ta lại liên tục thay mẫu như vậy? Thứ nhất là để tránh hàng giả hàng nhái. Đấy, hàng giả hàng nhái người ta không để theo kịp được luôn các bạn. Đó, người ta đẳng cấp đến như vậy luôn. Đấy, ra mẫu liên tục. Đấy, nên là hàng nhái nó có chạy cũng không theo được. Đó, cái sản phẩm Vichy này thì mọi người thấy là khi mà mua kem chống nắng thì mọi người đầu tiên mọi người phải chú ý đến độ SPF. Đấy, SPF 50 tức là sao ạ? Một SPF thì nó sẽ tương đương với 15 phút. Đấy, bảo vệ được da ra 15 phút. Thì 50 SPF thì mọi người sẽ thấy là nó bảo vệ da ra được bao lâu. Đấy, 4-5 tiếng thì 4-5 tiếng các bạn lại bôi kem chống nắng thôi, mình cho mình một lần. Đây là cái thời gian nó bảo vệ da. Và mọi người nhìn tiếp cho mình xem coi là pH của nó thì là bao nhiêu. Đấy, đối với cái dòng Vichy thì mình lại không nhìn thấy là cái độ pH của nó bao nhiêu. pH là nó là cái chỉ số để bảo vệ da của ta, chỉ số để bảo vệ da của ta. Ví dụ như pH 3 cộng hay pH 4 cộng thì mọi người thấy là càng cái chỉ số cao thì cái độ bảo vệ da của ta chống lại tia UVB thì càng tốt nha mọi người. Đó, riêng cái dòng dòng Vichy thì mình lại không nhìn thấy là chỉ số SPF nha. Đó, chỉ thấy là chỉ số SPF nhưng mà không thấy chỉ số PA. Đó, cái dòng này thì bây giờ mình sẽ test kem cho mọi người xem. Test kem cho mọi người xem để xem nào, mọi người sẽ thấy là cái mẫu mới của nó thì dùng nó có ok hay không nhá. Đấy, mẫu mới của nó là đây, 50ml. Và mọi người cũng thấy là đợt trước thì nó là dạng màu nâu nâu, còn đợt này thì nó chuyển sang màu hơi cam cam một chút. Đấy, hơi cam cam một chút. Và bên dưới thì nó có cái dọc kẻ màu xanh. Đấy, dọc kẻ màu xanh. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Ở cái dòng mẫu mới này nó hay bởi vì mùi nó nhẹ hơn. Cái dòng mẫu cũ ấy thì mùi nó lại hắc hơn nha mọi người. Dòng nó lại hắc hơn một chút. À, đối với cái dòng mẫu mới thì mọi người sẽ thấy là cái chất kem nó lỏng hơn một chút. Lỏng kem hơn một chút, mềm hơn. Màu trắng dạng hơi trắng sữa sữa một chút. Đấy, màu dạng trắng sữa sữa. Còn đối với cái dòng cũ thì mọi người sẽ thấy là cái chất kem của nó giống hệt như là một lớp make up luôn mọi người. Giống hệt như một lớp make up. Nó màu tông màu nâu. Đấy, khi mà thoa lên giống như là một lớp make up trang điểm luôn rồi. Đó, còn đây là nó sẽ là tông màu trắng, nhưng mà nó vẫn sẽ làm cho chúng ta một lớp nền. Tức là bạn nào mà muốn da nó bật theo tông, theo kiểu tông sáng, thì mọi người sử dụng cho mình mẫu mới này rất là ok. Chất kem của nó thì khá là mềm, tuy nhiên thì bôi vào mình sẽ thấy là
nó hơi bị rít 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 một tí nha mọi người, hơi bị rít rít một tí đó. Đấy, chất kem này thì nó dễ dễ ấy thôi. Đấy. Dễ thoa, dễ thẩm thấu thôi, đây. Mùi hương thơm nhẹ nhàng mọi người nhá. Đấy. Dòng kem Vichy thì bạn nào mà đã dùng cái thương hiệu này mọi người thích rồi, mọi người dùng cho da dầu kiềm nhờn tốt ấy, thì mọi người đang bị dầu nhờn nhiều thì mọi người sử dụng cái dòng kem Vichy này nó khá là ổn luôn. Đấy. Đấy, nó kiềm dầu cung cấp độ ẩm cho da, nâng tông da nhẹ nhàng, ngăn ngừa sự hình thành nám, đốm nâu và các vấn đề lão hóa da. Đó. Đấy, mẫu mới thì nó chỉ như vậy thôi. Còn nếu như mà các bạn vẫn đang còn thắc mắc cho cái dòng Vichy mẫu mới nhất 2021 thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình nhá. Và khi mà các bạn thấy là mua những mẫu mới cập nhật liên tục thì chắc chắn là không phải hàng nhái rồi. Còn nếu mà các bạn thấy là mua hàng bên mình thì chắc chắn là mình đảm bảo cho các bạn 100% hàng chính hãng luôn. Đấy, hàng chuẩn này, nhìn các thứ là nó đầy đủ các thứ hết luôn. Đấy, số dập ở trên này, đấy, số dập ở dưới này. Đấy. Ok, xin chào cả nhà nha, xin chào các chị em. Nhớ dùng kem chống nắng hàng ngày chị em nha, quan trọng cực kỳ luôn.